Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sức sống mới ở vùng quê cách mạng Bắc Ninh. Nuôi lợn cho thu nhập cao ở xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nghề làm gỗ ở thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tìm hướng đi mới để phát triển làng nghề. Hà Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại y tế cơ sở. Tạm lắng tình trạng khai thác cát trái phép tại một số địa phương ở Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn tiền khởi nghĩa 1940-1945, các xã Việt Đoàn, Liên Báo, Hiên Vân của huyện Tiên Xu, tỉnh Bắc Ninh từng là an toàn khu của xứ ủy Bắc Kỳ. Nhiều hoạt động cứu quốc của các đoàn thể, lực lượng được phát động rộng khắp với khẩu hiệu đánh Pháp, đuổi Nhật, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong những ngày thu lịch sử, kỷ niệm 73 năm, cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trở về vùng quê cách mạng xã Liên Báo, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Pháp. Và hôm nay vẫn đang viết tiếp truyền thống của quê hương bằng sự đoàn kết, năng động trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong ngôi đình làng khang trang bề thế đã được nhân dân địa phương phục dựng lại, tiếp chuyện chúng tôi là hai bậc cao niên, ông Nguyễn Luật và ông Nguyễn Thiết Bạch đều đã ở ngoài tuổi 80. Khi được hỏi về ký ức mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945 ở làng Chè, hai ông đều hết sức hào hứng. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, cùng với thôn Long Khám, Việt Đoàn, thì làng Chè, làng dọc của xã Liên Bão được coi là an toàn khu, là cơ sở hoạt động cách mạng của các đồng chí lãnh đạo xứ ủy Bắc Kỳ thường xuyên lui tới. Đặc biệt, năm 1944, bộ đội Việt Minh đã đặt xưởng sản xuất sơ quy, sản xuất vũ khí tại làng Chè do đồng chí Ngô Gia Khảm phụ trách hoạt động. Nhờ vậy, phong trào cách mạng ở đây phát triển mạnh, nhiều phong trào cứu quốc trong các đoàn thể được phát động sôi nổi. Vào thời điểm đó, dù mới chỉ 13-14 tuổi, nhưng các ông đều tham gia vào đội thiếu niên cứu quốc và cùng với các lực lượng biên chế tham gia vào các sự kiện lớn của địa phương, như tham gia cuộc meeting dưới chân núi Chè tháng 3 năm 1944, có Ban Cán sự Đảng tỉnh tổ chức, hay tham gia vào dòng người biểu tình cướp chính quyền ngày 20 tháng 8 năm 1945 tại thành cổ Bắc Ninh. Thời điểm đó với một cái khí thế sôi sục, chính là cái sân đình ở đây đó là cái nơi tập kết của các cái tổ chức đoàn thể thanh niên, phụ nữ rồi thiếu niên để đi lên giành chính quyền ngày 20 tháng 8 năm 1945. Tôi là một trong những đội hình mà cùng với các tổ chức các đoàn thể để lên giành chính quyền tỉnh Bắc Ninh ngày 20 tháng 8 năm 1945. Với những đóng góp cho cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống Pháp, nhân dân và cán bộ thôn Chè vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 3. Phát huy truyền thống của cha anh, nhân dân thôn Chè hôm nay đã vươn lên xây dựng nông thôn mới và luôn là thôn mạnh nhất của Liên Bão trong phát triển kinh tế. Dù ở thời điểm hiện tại, Liên Bão vẫn là xã nông nghiệp, nhưng với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng quy hoạch đô thị của huyện Tiên Du, Liên Bão đang tập trung nâng cấp hạ tầng xã nông thôn mới, đồng thời định hướng nhân dân phát triển mạnh, thương mại dịch vụ đáp ứng các tiêu chí đô thị trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bên cạnh việc thu hoạch nhãn tươi, một số hộ dân ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành sấy làm long nhãn, mang lại hiệu quả kinh tế khá, tạo công ăn việc làm thời vụ cho nhiều lao động nông nhàn tại địa phương. Trong đó, một số xã phát triển nghề làm long nhãn nhiều như Thủ Sĩ, Thiện Phiến, Nhật Tân, Dị Chế. Nhãn sau khi thu hoạch được bóc vỏ, bỏ hạt, xếp vào phên, đưa vào lò sấy khô trong khoảng từ 10 đến 15 tiếng để long nhãn thoát hết hơi ẩm, khô và không bị cháy. Long nhãn sau khi sấy xong có màu hơi ngà vàng, muối dai và thơm, có vị đặc trưng của nhãn Hưng Yên. Thông thường khoảng 8 đến 10 kg nhãn tươi có thể thu được 1 kg long nhãn khô. Nhiều gia đình sấy long nhãn quy mô lớn ở Tiên Lữ như gia đình ông Trần Văn Tuất ở xã Dị Chế, mỗi ngày sấy hơn 2 tấn nhãn tươi, thành phẩm thu được trên 2 tạ long nhãn, giá bán dao động từ 150 đến 200.000 đồng 1 kg. Trong khi các làng nghề truyền thống đang phải loay hoay với bài toán tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, thì tại thôn Tân Linh, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, nghề mộc đang thu hút hàng trăm hộ gia đình tham gia sản xuất, đạt hiệu quả ngày càng cao và phát triển theo hướng bền vững.
Hình thành và phát triển mới được gần 10 năm nay, nhưng đến nay, làng nghề mộc Tân Ninh đã mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra khắp cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung. Để làng nghề phát triển bền vững, những hộ dân trong thôn đã chọn hướng đi riêng cho làng nghề, đó là sử dụng gỗ xà cừ làm nguyên liệu sản xuất và đa phần là xuất bán thô cho các đầu mối thu mua. Những người thợ ở đây cho biết, với cách làm đó, sản phẩm dễ tiêu thụ hơn, vừa đáp ứng được mẫu mã đa dạng cho sản phẩm, vừa phù hợp với túi tiền của đối tượng tiêu dùng bình dân. Với giá bán thô từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng một bộ bàn ghế, bình quân mỗi năm, doanh thu của các hộ sản xuất ở đây cũng đạt gần 1 tỷ đồng. Vừa làm chủ, vừa trực tiếp tham gia sản xuất, những người thợ tại đây đang hàng ngày tạo ra những sản phẩm tinh tế, góp phần làm nên giá trị về vật chất và văn hóa trong đời sống lao động của người dân. Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã tạo điều kiện cho nhiều hộ được vay vốn với lãi suất ưu đãi, vận động nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Nhờ vậy, đã hình thành nhiều trang trại gia trại chăn nuôi lợn cho thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Toàn xã Yên Lộc hiện có trên 40 trang trại gia trại. Thời gian gần đây, giá lợn hơi tăng trở lại khiến các hộ đã phần nào yên tâm chăm sóc và phát triển đàn lợn. Để chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững, xã đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung với diện tích trên 16 ha và đang đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn phê duyệt đề án sản xuất tập trung nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, chỉ đạo các hội, đoàn thể tiếp tục hỗ trợ hội viên vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở rộng sản xuất. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Hải Dương, hiện nay toàn tỉnh có trên 3.500 lồng cá trên sông và 10.000 ha nuôi thả thủy sản nội đồng. Trong đó có khoảng 40% lượng cá chuẩn bị cho thu hoạch, 60% còn lại để phục vụ thị trường cuối năm. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, Chi cục Thủy sản tỉnh đề nghị các chủ hộ nuôi cá và các địa phương tập trung hướng dẫn các hộ dân chủ động chuẩn bị lưới, che dốc để có biện pháp đan chắn cá không để thoát ra ngoài. Khoanh vùng nếu xảy ra mưa lớn và ngập úng trên các diện tích ao nuôi thủy sản nội đồng, đặc biệt là những vùng thấp trũng. Đối với hơn 3.500 lồng cá trên sông, cần tập trung neo giữ lồng nuôi, tăng cường thêm các leo cố định tại các lồng nuôi ao nổi. Cần có phao dự phòng, lưới bảo vệ lồng, phao cứu sinh dành cho lao động làm việc trên lồng. Khi mưa lũ lớn, người lao động không được ở trên lồng bè. Cần thu gom dụng cụ, vật tư trên lồng để hạn chế cản gió, chủ động cắt điện và củng cố hệ thống đèn chiếu sáng khi có mưa to, lũ đến. Trong những ngày có nguồn nước chảy mạnh, phù sa nhiều, dừng cho cá ăn, tăng cường máy sục khí bổ sung thêm oxy hòa tan trong nước, bổ sung thêm vitamin C tăng sức đề kháng, thuốc phòng trị bệnh nấm khi nguồn nước có lượng phù sa về nhiều. Thưa quý vị và các bạn, có chức năng là tuyến cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên đến nay, các trạm y tế tại Hưng Yên vẫn gặp rất nhiều khó khăn để thu hút người dân đến khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hiện nay, toàn tỉnh có 162 trạm y tế tại 161 xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 5 trạm y tế tại thành phố Hưng Yên và huyện Mỹ Hào tham gia khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. 5 tháng đầu năm 2018, tổng số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã là 650 lượt, với chi phí phát sinh là 84 triệu, chiếm khoảng 0,12% tổng số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nhiều trạm ở trong tình trạng vắng vẻ như trạm y tế xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, trạm y tế xã Ngọc Thành, huyện Kim Động, trạm y tế xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu. Phần lớn người dân chưa có niềm tin với y tế cơ sở ban đầu, nguyên nhân là do hạn chế chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trạm còn nghèo nàn, lạc hậu. Hiện chỉ có 38 trên 162 trạm có máy siêu âm đen trắng, kể cả các thiết bị tối thiểu như máy đo huyết áp, máy điện tim và máy xét nghiệm đường huyết, nhiều trạm cũng chưa được trang bị. Trình độ chuyên môn của cán bộ y tế cơ sở còn chưa cao, vẫn còn 36 trên 162 trạm chưa có bác sĩ. Do vậy, các trạm y tế rất khó thực hiện được chức năng của mình. Trạm y tế cấp xã là nền tảng của hệ thống y tế cơ sở, đóng vai trò quan trọng và nâng cao sức khỏe của nhân dân tại cộng đồng. Tuy nhiên, do còn một số khó khăn vướng mắc, nên hiện nay vẫn còn một số các trạm y tế xã phường chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở để thu hút bệnh nhân. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nam, đến nay toàn tỉnh đã có 84,5% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số trạm y tế xã thiếu bác sĩ.
tức là thiếu nguồn nhân lực có trình độ cao, nên trên thực tế, người dân không mặn mà đến trạm y tế xã để khám. Bên cạnh đó, do chính sách thông tuyến đã được thực hiện, nên người dân rất dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế ở tuyến huyện, nơi có điều kiện về thăm khám, chẩn đoán hình ảnh, nhân lực tốt hơn ở tuyến xã rất nhiều. Vì vậy, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các trạm y tế xã và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên đối với các bệnh thông thường và các bệnh không lây nhiễm, ngành y tế cũng đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện trong thời gian tới. Đối với những trạm y tế, những xã mà chưa đạt chuẩn cái bộ y tế quốc gia tại xã thì sẽ từ năm 2020 sẽ đầu tư cái cơ sở vật chất để đạt chuẩn cái bộ y tế quốc gia xã. Thứ hai nữa là đầu tư cái trang thiết bị đủ theo cái danh mục của Bộ Y tế quy định đối với cái danh mục y tế, cái trang thiết bị cho tuyến xã là đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thứ ba nữa là cái khảo sát đánh giá và phân loại cái trạm y tế xã theo cái thực tế cũng như chức năng nhiệm vụ của trạm y tế xã theo cái 4667 của Bộ Y tế ban hành. Chính sách đầu tư cho y tế cơ sở đảm bảo cho tuyến y tế này hoạt động hiệu quả theo mô hình cung ứng dịch vụ y tế, lấy chăm sóc sức khỏe ban đầu làm nền tảng, đang là một vấn đề cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng và nguồn nhân lực của ngành y tế Hà Nam, thì việc Bộ Y tế đang đề nghị bỏ quy định giao quỹ khám chữa bệnh cho trạm y tế tối đa bằng 20% quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú để tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế của người có thẻ bảo hiểm y tế ngay tại tuyến cơ sở, đang được coi là cú hích để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở và từng bước hạn chế tình trạng các trạm y tế chỉ chủ yếu thực hiện khám bệnh, cấp thuốc và làm công tác dự phòng là chính. Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội. Đây là địa phương có sự phát triển kinh tế năng động với các khu cụm công nghiệp và các làng nghề truyền thống. Do vậy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về các loại tội phạm nguy hiểm xảy ra trên địa bàn. Với việc tăng cường trấn áp tội phạm, triệt phá các tụ điểm buôn bán, tàng trữ ma túy, Công an thị xã Từ Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vì sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã Từ Sơn đã điều tra làm rõ 48 trên 65 vụ phạm pháp hình sự, trong đó điều tra làm rõ 9 trên 9 vụ án rất nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 100%, phát hiện bắt giữ 201 vụ, 264 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán tàng trữ chất ma túy. Công an thị xã cũng đã chủ động nắm chắc tình hình triển khai các dự án trên địa bàn để giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của số người nước ngoài, xây dựng và thực binh các phương án giải quyết tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Với những nhiệm vụ cụ thể đã được Công an thị xã Từ Sơn đề ra cho công tác đấu tranh trấn áp tội phạm sẽ là điều kiện tiên quyết góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, vì sự bình yên và hạnh phúc của người dân. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tình trạng khai thác cát bừa bãi trái phép diễn ra phức tạp kéo dài, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây sạt lở bờ sông, nuốt chửng nhiều khu đất bãi, bờ sôi ruộng mật của người dân. Tình trạng trên đã diễn ra từ rất nhiều năm nay, nhưng chưa được ngăn chặn, gây bức xúc trong cán bộ đảng viên, gây bất bình trong nhân dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, theo thông tin từ một số điểm nóng về nạn cát tặc, thì tình trạng khai thác cát trái phép có phần tạm lắng. Đây là những hình ảnh được ghi lại trong quá trình phóng viên phản ánh tình trạng cát tặc trên địa bàn huyện Kinh Môn. Tháng 1 năm 2018, tại xã Liên Ninh, hàng trăm mét dọc bờ sông thôn Nội Hợp bị sạt lở. Hàng trăm ụ sắn đến thời kỳ thu hoạch của 140 hộ dân đã bị cuốn trôi. Từ năm 2015 đến năm 2017, xã Lê Ninh đã bị sạt lở mất 8,72 hectare đất hoa màu. Từ tháng 10 năm 2017 đến nay, tiếp tục sạt lở mất hàng mẫu đất nông nghiệp. Hình ảnh ghi nhận vào tháng 4 năm 2018 tại xã Lạc Long, huyện Kinh Môn. Chỉ trên địa bàn thôn Phương Quất, cát tặc đã gây thiệt hại hơn 4.000 m2 đất canh tác của người dân. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lê Ninh và xã Lạc Long, gần 2 tháng nay không còn xuất hiện tàu hút trộm cát hoạt động. Vào giai đoạn cuối năm 2017, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn Lạc Long là một trong những điểm nóng của huyện Kinh Môn. Chính vì thế cho nên là cái tình trạng mất đất không ba của nhân dân đối với Lạc Long là tương đối lớn. Thế và trên cơ sở Công an huyện Kinh Môn và Ủy ban huyện Kinh Môn có cái chỉ đạo đối với xã là
tăng cường công tác tuần tra và lập chốt canh gác tại điểm gọi là khai thác cát trái phép. Thế và đến thời điểm hiện tại bây giờ thì coi là tình trạng khai thác cát trái phép đã được coi là giảm đáng kể. Bên cạnh một số địa phương, tình trạng khai thác cát trái phép có phần tạm lắng nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp thì cũng có nơi như huyện Nam Sách, trong mấy ngày gần đây, cát tặc lại tiếp tục lộng hành. Lực lượng chức năng của huyện đã bắt 3 tàu, xử phạt hơn 100 triệu đồng. Để yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, người dân mong muốn các cấp chính quyền và các ngành chức năng cần có biện pháp mạnh để chấm dứt nạn cát tặc trên các tuyến sông. Thưa quý vị và các bạn, bằng các biện pháp tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác tập kết cát sỏi lòng sông, sau hơn 2 tháng triển khai ra quân, lực lượng chức năng của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã lập được nhiều chiến công mới trên mặt trận đấu tranh với nạn khai thác tập kết cát sỏi trái phép, góp phần đảm bảo an toàn cho những tuyến đê trong mùa mưa bão. Tại huyện Lương Tài, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác tập kết cát sỏi lòng sông, các đơn vị chức năng của huyện cũng đã tăng cường các giải pháp, tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các ngành chức năng địa phương tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác tập kết cát sỏi và vật liệu xây dựng. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được huyện Lương Tài tập trung chỉ đạo đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các chủ bến bãi, thực hiện nghiêm việc tập kết cát sỏi đảm bảo độ cao cho phép, không chở quá tải, quá khổ, đảm bảo môi trường để không ảnh hưởng đến các tuyến đê và cuộc sống sinh hoạt của người dân. Công khai số điện thoại để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm. Quy trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị nếu để xảy ra tình trạng khai thác tập kết vận chuyển cát sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn, đồng thời cử đoàn kiểm tra liên ngành nắm bắt tình hình nhằm phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp vi phạm. Năm 2018, tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng của huyện Lương Tài đã phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính 2 chủ bến tập kết vật liệu xây dựng quá quy định, bắt quả tang và hoàn tất hồ sơ xử lý 2 vụ khai thác cát sỏi trên sông Thái Bình. Lương Tài cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng hộ, bảo vệ an toàn tuyến đê trong mùa mưa bão. Thực hiện chỉ thị số 1098 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra xử lý xe dù, bến cóc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường kiểm tra các xe dù, bến cóc nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Hiện nay, tình trạng các phương tiện vận tải hành khách đón trả khách tùy tiện vi phạm các quy định về quản lý vận tải, hiện tượng xe dù bến cóc có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2018, đội Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra 85 lượt phương tiện, phát hiện 38 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 124 triệu đồng, trong đó hàng hóa có 8 trường hợp, vận tải khách 30 trường hợp, hợp đồng không đúng là 16 trường hợp, xe taxi 5 trường hợp, sai tuyến đối với xe buýt 7 trường hợp và xe dù là 2 trường hợp. Các vi phạm chủ yếu là đón trả khách không đúng nơi quy định, xe chạy không đúng tuyến, không có lịch trình, không có phù hiệu theo quy định. Các phương tiện hoạt động trái hình tuyến cố định đã gây mất an toàn giao thông và cạnh tranh không lành mạnh. Để tăng cường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hiện nay, một số bà con nông dân ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên sử dụng thuốc diệt cỏ tràn lan gây những hậu quả khôn lường cho sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Hình ảnh cỏ cháy do sử dụng thuốc diệt cỏ xuất hiện khắp các cánh đồng ở huyện Phù Cừ. Thay vì làm cỏ thủ công, người nông dân đã mua thuốc diệt cỏ Paraquat. Chỉ cần lượng nhỏ và sau vài tiếng, cỏ đã cháy hàng loạt. Việc làm này không chỉ hủy diệt các sinh vật có lợi trong đất mà còn gây ra tình trạng bạc màu. Sau khi phun thuốc, trừ một lượng nhỏ được cây cỏ hấp thụ, còn lại sẽ hòa tan trong nước và ngấm vào đất là chất độc nguy hiểm với sức khỏe con người. Từ năm 2017, thuốc diệt cỏ có chứa hoạt chất Paraquat đã bị loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đến năm 2019, sẽ bị cấm mua bán và sử dụng. Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam tổ chức trồng và đảm nhiệm con đường hoa tại trục đường 495 từ dốc mói xã Thanh Phong đến khu vực Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lưu. Với chiều dài hơn 3 km, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã huy động lực lượng trên 100 đồng chí, gồm cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện, dân quân tự vệ,
các đoàn thể quần chúng của hai xã Thanh Phong và Thanh Lưu ra quân xây bồn và đã trồng 320 cây hoa giấy dọc theo tuyến đường với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng. Đây là con đường đầu tiên trong huyện được trồng bằng cây hoa giấy. Như vậy đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng được trên 40.000 mét chiều dài đường hoa các loại tại các trục liên thôn liên xã theo chuẩn nông thôn mới. Để những tuyến đường hoa phát huy hiệu quả, cấp ủy chính quyền các địa phương giao cho các hội đoàn thể, phân công đoàn viên, hội viên có trách nhiệm nhổ cỏ chăm sóc và bảo vệ con đường hoa đã trồng, tránh tình trạng để hoa chết, hoa bị hỏng, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng huyện Thanh Liêm sớm trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi tiến kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.